Đây phần hành lá mình sẽ rắc lên. Các bạn sẽ dùng đôi đũa và tản cái phần hành này ra một tí xíu cho nó đều. Đó thì cái phần nồi đất bây giờ mình sẽ tắt ra. Khi các bạn cái nồi đất các bạn tắt ra tầm khoảng cỡ 1 phút nó vẫn còn sôi nha các bạn. Còn nếu các bạn nào rảnh là các bạn sẽ chẻ phần hành bỏ lên trên phần mặt nè. Bây giờ mình sẽ để như vậy thôi, còn bạn nào ăn được ớt thì sắc lên nhìn nó sẽ ngon hơn. Các bạn này trở lại với kênh Cắt Thời Gian. Hôm nay Cắt Thời Gian sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn là lươn khô tiêu. Ở đây mình có tầm khoảng 3 con lươn và một ít hành tím, một ít tỏi. Gia vị trong bếp thì mình có tiêu và nước màu, bột ngọt, cà no và đường nha các bạn. Nước mắm, dầu hào và muối. Ớt thì tí xíu mình sẽ đưa vào cho sau và hành lá. Thì cái phần lươn này mình mua về, mình chà qua cái phần tro. Trước khi các bạn để con lươn còn sống, các bạn chà qua tro đi. Xong rồi mình hẳn đập cho nó chết và làm ruột, để tránh trường hợp tro nó dính vào trong cái bụng đó các bạn. Các bạn lấy hết phần gân máu rồi ra luôn nha. Thì cái phần lươn mình nó sẽ không bị tanh. Nhà mình không ăn đầu nên mình sẽ cắt bỏ phần đầu đó. Thì mình chà tro và muối xong rồi thì vô mình trụng sơ cái phần nước sôi. Nước sôi, nói chung là nước hơi sôi chứ đừng có sôi quá, nó sẽ chín cái phần lươn. Thì bây giờ mình làm sạch rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái phần lươn ra để mình ướp hết các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm phần tỏi với phần ớt trước nha. Phần tỏi với phần hành, xin lỗi các bạn, ớt thì tí xíu mình sẽ đưa lên sau. Hành với phần tỏi thì mình đã lột xong rồi, thì các bạn cho vào cái cối nhỏ đa năng, các bạn xay cho nó nhanh để mình tránh trường hợp bầm nó lâu quá các bạn. Đó, khi mình đã xay cái phần tỏi này nó nhỏ như vậy nè các bạn, và hành này thì mình sẽ cho qua một bên. Đây mình đặt một cái tấm thớt nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần lươn. Cái phần lươn thì nó dài, cái con rất là dài nè. Đây các bạn sẽ khứa. Khi mà các bạn khứa thì các bạn khứa ngang như vậy nè. Đó các bạn nhìn, phần lươn mình khứa rất ngon. Thì bây giờ các bạn khứa hết ba con lươn này đi nha. Bây giờ mình đã khứa hết ba cái con lươn. Cái con này nó hơi bự và nó dài quá, mình cắt làm đôi các bạn. Đó các bạn thấy không, khứa ra vậy thì nhìn nó rất là ngon ha. Thì khi các bạn khứa ra rồi thì các bạn cắt từng khúc. Cái con này bự quá nè, các bạn cắt cái khúc hơi nhỏ nhỏ một tí xíu để khi các bạn mà mình kho là nó, mình ướp nó thấm hết vào trong này, mình kho nó rất ngon. Đây còn con này nhỏ thì mình cắt dài một tí xíu nè các bạn. Đó thì cứ vậy các bạn cắt cho hết ba con lươn luôn. Đó khi cắt xong hết thì các bạn cho vô có phần dĩa. Rồi mình sẽ bắt đầu ướp. Sẽ ướp phần lươn. Ở đây mình có một cái tô để cho dễ ướp các bạn. Thì mình sẽ đổ hết cái phần lươn này vô. Khi các bạn đổ hết phần lươn vô, các bạn nhìn này, mình làm cái phần lươn không thể nào mà còn nhớt được cái phần lươn này, rất là ngon. Mình cho máy gần cho các bạn thấy luôn. Thì bây giờ mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê muối, cà no các bạn cũng ướp nửa muỗng, đường cũng tương tương như vậy nha các bạn, bột ngọt cũng vậy luôn. Thì mình sẽ ướp vào đây một ít tiêu, tiêu xay, dầu hào các bạn cho tầm khoảng một muỗng cà phê dầu hào, nước mắm thì cái muỗng cà phê này các bạn cho vào đây ba muỗng. Khi nước mắm ngon còn nước mắm mặn thì các bạn sẽ cho vào hai muỗng thôi, tại vì nó mặn quá đó các bạn, nên cái mắm ngon thì nó khác hơn. Và các bạn cho vào đây một muỗng cà phê nước màu. Thì khi các bạn cho nước màu và gia vị mình vô hết rồi thì cái muỗng mà nước gia vị này mình sẽ đảo đều lên một tí xíu. Đó các bạn đảo đều lên thì các bạn cho vào đây tầm khoảng một muỗng tỏi hành. Còn mình sẽ chừa lại tí xíu, mình sẽ khử lên cho nó thơm. Xả xuống. Và các bạn sẽ dùng đôi đũa và đảo đều hết lên nha các bạn. Đó, khi nước màu nó như vậy được rồi, các bạn đừng cho đậm vị quá, nó sẽ không ngon. Thì các bạn trộn đều lên, các bạn sẽ ướp trong tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa tiếng mình sẽ trả lại với các bạn nha. Cái phần lươn mình được nửa tiếng này nè các bạn. Đó, thì các bạn dùng đũa trộn lên nè. Nửa tiếng là mình ướp nó ra nè bạn. Đó, phần nước, phần đồ. Bây giờ mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi đất để mình kho nha. Tại vì cái lươn thì các bạn kho trong cái nồi đất nó mới ngon nha các bạn. Ở đây mình có một cái nồi đất mình bắt lên bếp, thì các bạn bật ra lên cho phần nồi nó nóng rồi các bạn cho dầu ăn vô. Các bạn bật ra lên thì các bạn cho một ít dầu ăn vô nè.
Để cái phần nồi mình nó nóng rồi mình hẳn cho hành nha các bạn. Phần nồi đất nó vừa hơi nóng nóng lên thì các bạn cho cái phần hành tím mình sắc lát vô. Thì bây giờ mình sẽ đảo đều nó, chừng nào có phần hành mình nó đổi cái màu và nó thơm nha các bạn. Hơi thơm và đổi cái phần màu rồi thì các bạn cho cái phần tỏi hồi nãy mình còn lại mà mình xay nhỏ nhỏ với lại cái phần hành tím các bạn cho hết vô luôn. Các bạn cho vô các bạn thử cũng cho nó thơm luôn nha. Có khi hành phi và tỏi phi của mình đã đều có màu như vậy nè các bạn. Thì mình sẽ cho hết cái phần lương vô. Các bạn dùng lửa lớn các bạn cho lương vô. Vì cái nồi đất này nó nóng rất là lâu nha các bạn. Cho lương vô thì mình dùng đôi đũa các bạn đảo cái phần lương với lại cái phần hành lên. Khi các bạn đảo đều cái phần lương với lại phần hành tỏi mình khử lên á thì các bạn dùng một cái nắp vung và đậy lại để tầm khoảng cỡ nó sôi 1 phút đi nha các bạn. Nãy giờ bây giờ nó sôi được 1 phút nè các bạn nhìn. Cái phần lương mình nó trong nè. Vì nó sôi lên là nó sẽ chiên cái phần lương mình lại đó các bạn, dỡ vung ra. Và mình sẽ dùng đôi đũa các bạn đảo nhẹ lên. Mà bây giờ các bạn có đảo mạnh nó cũng không có bị nát cái phần lương đâu. Tại vì lương mình nó ướp nửa tiếng đồng hồ nó sẽ cứng phần lương lại, nó sẽ săn thịt lại rất là ngon. Tại vì lương á, lương này là lương đồng á các bạn, nên nó rất là dai ngon. Thì bây giờ các bạn nấu sôi tầm khoảng 1 phút rồi mình sẽ cho vào đây nửa chén nước. Cái tô hồi nãy mình ướp gia vị á các bạn, lấy miếng nước và mình sẽ tráng cái phần tỏi hành đổ xuống luôn. Rồi bây giờ các bạn đổ xuống thì các bạn sẽ đậy dung lại cũng được. Nếu các bạn nào thích thì mình sẽ đậy dung, còn nếu các bạn nào không thích thì mình khỏi phần đậy dung cũng được. Thì để nó sôi tầm khoảng 2 phút nha các bạn, nó sôi tầm khoảng 2 phút rồi mình sẽ kiểm tra cái phần màu thì như vậy được rồi, các bạn đừng cho màu lên nữa nha. Thì bây giờ các bạn sẽ giảm cái độ lửa trung bình xuống, tận nãy giờ là mình để độ lửa lớn, bây giờ sẽ giảm trung bình xuống và cho nó sôi riêm lại. Sôi trong lửa mà trung bình nè các bạn, tầm khoảng 2 phút nè. Thì các bạn sẽ dùng đôi đũa và mình trộn phần dưới lên, chứ nhiều khi sợ là nó sẽ xích nồi với cái phần dưới các bạn. Các bạn thấy cái phần lương mà khi mình khứa rồi á, mình kho rất ngon không? Nhìn miếng lương nó cũng hấp dẫn nữa. Thì bây giờ các bạn để cho nó sôi riêng tầm khoảng 3 phút nữa. Từ khi các bạn bắt lên các bạn nấu cho tới lúc nó chín thì tầm khoảng có 6 phút. Bây giờ mình sẽ để thêm 3 phút nữa nha các bạn. Đó, giờ được 3 phút nữa nè các bạn, nó sôi và riêng hết lại nè, các bạn dùng đôi đũa và đảo lên. Khi nó sôi đồ lửa thì còn nước như vậy, cái tí xíu các bạn tắt hả, cái phần nước này nó cũng cạn hết rồi. Đó, thì giờ các bạn sẽ cho những cái ớt vô nha. Khi nào mình ăn thì mình có thể dầm hoặc sắc ra, tại vì nhà mình có con nhỏ nên sẽ không ăn được khi sắc ra trên cái nồi này luôn đó các bạn. Khi nào mình ăn thì mình múc ra mình sắc, còn nếu các bạn nào ăn được thì các bạn sẽ sắc hết. Đó, bây giờ các bạn bỏ ớt vô và cho sôi tầm khoảng cỡ 30 giây nha. Cho sôi tầm khoảng 30 giây mình sẽ cho máy gần thấy cho các bạn nhìn nè. Đó, cái phần lương mình rất là ngon. Cái này đồ lửa đang trung bình nha các bạn. Cái nồi đất nó sôi rất là lớn. Còn nếu các bạn giảm đồ lửa nhỏ lại á thì nó sôi nhẹ hơn một tí xíu nữa. Và bây giờ mình đã giảm đồ lửa nhỏ hết cỡ và nó sẽ sôi riêng như vậy, rất là ngon. Thì nếu bây giờ mình sẽ cho một ít tiêu lên nữa nha các bạn. Bạn nào không ăn được tiêu thì mình cũng sẽ giảm cái phần tiêu lại. Cho phần tiêu này là tiêu xay. Rồi mình sẽ cho một ít tiêu sọ lên. Bạn cho lên trên một ít tiêu sọ. Giờ mình sẽ cho cái phần hành lá mình sắc sẵn lên nha các bạn. Đây, phần hành lá mình sẽ rắc lên. Các bạn sẽ dùng đôi đũa và tản cái phần hành này ra một tí xíu cho nó đều. Đó, thì cái phần nồi đất bây giờ mình sẽ tắt ra. Khi các bạn cái nồi đất các bạn tắt ra tầm khoảng cỡ 1 phút nó vẫn còn sôi nha các bạn. Còn nếu các bạn nào rảnh thì các bạn sẽ chẻ phần hành bỏ lên trên phần mặt nè. Bây giờ mình sẽ để như vậy thôi, còn bạn nào ăn được ớt thì sắc lên nhìn nó sẽ ngon hơn. Thì đến đây mình đã nấu cái phần lương kho keo của mình xong rồi. Nếu các bạn nào cảm thấy thích thì hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Và các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh mình nha. Video mình đến đây đã xong thì mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.